Đây cái món này ăn cũng rất ngon. Muốn tôi cùi à? Muốn tôi cùi à? Cùi à bê. Không ai bê. Mới bê ta bộ. Đây hôm nay đến vườn ông Valentine thì gặp người dân trồng làm rau trong vườn ăn cơm trưa. Đây. Đây nhà đây là phui làm từ bột ngô. Đây. Nhìn thấy nhưng mà rất thơm ngon. Rất ngon. Còn đây là phê dao, kêu bằng gọi bằng phê dao thì nấu từ cái hạt đậu và cạy cạy bắp nhá. Đấy. Ăn rất là ngon. Người dân kêu bằng phê dao nhé. Phê dao sau đó là bỏ. Sau đó là bỏ phui vào để ăn. Đây là bột ngô nhé, bột ngô xay nhuyễn. Aqui era ma que? La sua. Lo sua. Lo sua. Ah. Đây là cây rau dền nằm các bạn nằm nục. Đấy. Đây cái món này ăn cũng rất ngon. Muốn tôi cùi à? Muốn tôi cùi à? Cùi à bê. Không ai bê. Mới bê ta bộ. Cô mì ra muốn tôi bánh nha, amigo. Cô mì ra muốn tôi bánh. Muốn tôi cùi à? Hả? À, muốn tôi cùi à? Ăn rất đơn giản nhưng mà nhìn rất là ngon. Đây mọi người, đây Nhật ăn cùng với người dân châu Phi nhá. Đây, thì Nhật vừa ăn cơm xong nên là thử ăn cái hương vị của cái bột ngô để cùng trải nghiệm với các bạn ở châu Phi. Đây là phê dao, người dân châu Phi kêu bằng phê dao này. Đây. Đây là nằm từ hạt đậu và cải bắp. Đây, rất là ngon. Đây, còn đây là cái đây cái rau. Đây người châu Phi người ta hầm rất là kỹ. Cái này là cây rau dền. Đây, người ta hầm rất là kỹ. Đây, các bạn nhìn rất là ngon. Vị đã tu đủ nhá. Eo cô mày mi tu phụ bà nào bom bò yêu cái đồ bom bò rất là ngon. Ăn rất là hấp dẫn như bánh ngô ta ở nhà đấy. Hôm nay thì lâu lắm rồi mới đến vườn ông Valentine
để xem lại thì tình cờ gặp công nhân mọi người ăn cơm trưa thì tôi cũng vào thử các cái món ăn của người dân bản địa đấy. Đấy. Thì bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa rồi. Đấy, thì anh em chúng tôi cũng ăn rồi nhưng mà cũng thử cảm giác như thế nào, rất là ngon. Muốn tụi vui ăn mì gồm. Mày biết lưu nào của mẹ? Vui rồi kìa. Dạ của mẹ. Rất là ngon các bạn. Cái bột ngô này ăn vừa bùi vừa béo, ăn như cái bánh ngô ta ở nhà đó, như cái bánh ngô ăn rất là ngon, rất thật tuyệt. Trong với cái hạt đậu nầm như thế này nục ăn rất là ngon. Một trải nghiệm rất tuyệt vời, ăn rất là ngon, hấp dẫn. Như vậy là cái video review cái cuộc sống của người dân bản địa ở đây, công tác làm việc rồi công tác ăn uống đấy, thì tôi cũng thưởng thức cùng người dân mà ăn rất là ngon các bạn ạ. Thì chương trình review một đoạn ngắn như thế cho các bạn biết về cái phong tục tập quán từ cái ăn uống của người dân châu Phi để các bạn biết với văn hóa ở nơi này. Thì chương trình của Nhật đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý đón xem của quý vị và bạn, và kính chào và hẹn gặp lại nha.